xin mến chào tất cả anh em nhá. Hôm nay bên em lên một cái cấu hình gia đình cho anh em cùng tham khảo. Với cái cấu hình này giá đang rất là tốt cho anh em. Với cái giá này thì anh em lên được một bộ cấu hình khá là chất. Với chọn bộ này với giá là 31 triệu anh em nhé. Thì với 31 triệu anh em gồm những thiết bị gì thì mời anh em cùng tham khảo. Đây em sẽ giới thiệu với tất cả anh em. Đầu tiên em sẽ sử dụng một cặp loa, đó là cặp loa V12 anh em nhé. Cặp loa này là hàng nhập nguyên con, sơn sần cát anh em nhé. Đó, rất là chất luôn. V12 đó, 400W. Với cặp loa này là một trong những cái cặp loa mà anh em chơi gia đình rất là hợp. Và giá thành của nó rất là vừa phải. Giá của nó hiện tại đang là 8 triệu bát 30 anh em nhé. Đó, bát 30. Cặp loa này là một trong những cái cặp loa mà bên em bán rất là hot. Thì cái giá nó bình dân, cái chất âm mang lại rất là tuyệt vời. Đó, giá là 8 triệu đồng. Anh em có thể nhìn thấy hai quả súp ở đây. Thì em đang sử dụng súp, quả súp to anh em nhé. Chơi hẳn súp to luôn, súp 50. Còn KT18 bát 50 anh em nhé. Sử dụng từ 2 con 100. Và lưu ý với anh em cũng là hàng nhập. Đó, sơn sần cát. À, rất là chất luôn. Cái súp này thì đánh ra cái tiếng cực kỳ là uy lực anh em nhé. Rất là chất. KT18 đồng bộ của lợi Agotic anh em nhé. Với dàn máy thì đều là những thiết bị rất là quen thuộc thôi. Đó là cục đẩy 904XS. Với cục đẩy này là 900W trên một kênh. Và có thể đánh tốt được hai cặp loa. Hoặc là với loa bass 30 thì chúng ta có thể đánh được đến tới 4 cặp anh em nhé. Nhưng mà với con này hiện tại em chỉ đánh một cặp loa và hai kênh, còn lại anh em chập lại đánh quả súp 50 anh em nhé. Đấy, quá dư công suất luôn đấy ạ. Với chọn bộ này thì em sử dụng một quản lý nguồn bảo vệ thiết bị, đó là con P9, có đầy đủ automat, có cả lọc nguồn anh em nhé. Có automat, có lọc nguồn và giá của nó là 1.6 triệu. Cũng đẩy giá 8.300.000 đồng, bao ship toàn quốc cho anh em. Và thiết bị tiếp theo đó là con vang. Con vang thì không thể thiếu được đúng không ạ. Con vang này với 4 chế độ, con này do Chipart sản xuất. Đó, con D5 anh em nhé, giá của nó là 4.100.000 đồng. Con này thì cái chất âm em đã ghép quá nhiều bộ dàn rồi, nó quá hay anh em nhé. Đi cùng với nó là con bộ micro U705. Bộ mic này thì với gia đình bình dân anh em dùng khá nhiều. Vì tại sao? Đầu tiên là chức năng của nó có nhiều chức năng như là cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt và dò sóng sạch. Thêm nữa là tiếng của nó rất là bay anh em nhé, rất là bay tiếng và rất hát rất là nhẹ mic. Đấy, thì với một bộ cấu hình này trị giá chỉ 31 triệu thôi, anh em đã có một cái cấu hình tuyệt vời luôn, dùng gia đình tầm khoảng độ 30 đến 40 mét vuông anh em nhé. Anh em chơi cấu hình này thì bao phê luôn anh em nhé. Và anh em có thể tham khảo tại website thangcaoaudio.com. Anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên trên màn hình giúp em. Đó, anh em có xem video thấy hay thì anh em nhớ đăng ký kênh, ấn chuông. Và không để anh em chờ lâu nữa, bên em sẽ hát thử cho anh em cùng nghe anh em nhé, cùng tham khảo với cái cấu hình này. Mời anh em cùng đeo tai nghe trải nghiệm chất âm. Chính em ngày xưa đó ước xây đời nên tổn về nhân gian. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.